Vâng, em xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên điện máy Ruby của chúng tôi. Thì như hôm vừa rồi là mình cũng đã có giới thiệu với các bạn về bên cái dòng loa súp. Loa súp này là anh em cứ gọi là súp hòa tiện. Thì bây giờ mình cũng chiều theo anh em là súp hòa tiện. Rồi ok. Thì bây giờ cái súp này thì bên mình sẽ là ráp vào là đơn cũng được, đôi cũng được. Đôi thì mình hôm vừa rồi mình đã có đánh demo trong cái ngày khai trương nhưng mà mình chưa có nói. Thì như trong cái đợt mà ngày khai trương của bên điện máy Ruby của chúng tôi á, thì chúng tôi cũng có là demo thử về bên cái dòng súp đôi này. Đó, chúng tôi cũng đem ra đánh thôi, nhưng mà chỉ đánh một cái của thằng súp đôi thôi. Còn như bây giờ chúng tôi là đang ráp về bên cái dòng là súp đơ. Dòng súp đơ này là súp của nó là súp hầm, thùng thì thùng cao cấp, được sơn cát nha anh em, thùng là được sơn cát rất là cao cấp đó. Rồi còn như bây giờ đây là cái mặt trước của cái thằng loa bát này, loa bát 50 đấy, mà ba gân cho anh em đấy, rất là chất lượng, nhìn rất là hầm hố. Đó, phía sau của nó là nó thực sự nhìn rất là hầm hố. Cái màng của nó này, kết hợp với những cái sợi thủy tinh đó, gân cốt nó nổi lên rất là uy lực, tạo cho chúng ta là một cái cảm giác rất là mạnh mẽ. Thì cái cặp này á, chúng tôi ráp đến thành phẩm thì giá chúng tôi sẽ là khuyến mại cho anh em dùng thử là giá là 10 triệu đồng. Còn như về cái chi tiết của cái thằng bát này, tôi đã có làm một cái bài review nhỏ nhỏ rồi, thì rất là mong anh em vào cái bài review đó anh em coi thêm rõ thêm cái thông số và cái chi tiết của cái thằng bát này. Còn như bây giờ mình sẽ ráp vào thành phẩm và mình sẽ là test thử cho anh em nghe. Và anh em lưu ý, nếu như mà chúng ta nghe được cái tiếng sấp á, anh em xem qua điện thoại hoặc là xem qua laptop, thì chúng ta sẽ là cố gắng hỗ trợ giúp cho mình là mang thêm cái tai phone để chúng ta sẽ nghe được cái tiếng sấp. Còn như thực tế chúng ta nên nghe ở ngoài đó, thì nó sẽ có cái cảm nhận của mình sẽ là tốt hơn và hay hơn rất là nhiều.